Bối cảnh hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa thì tiếng Anh trở thành một công cụ đắc lực và không thể thiếu trong chương trình học hiện nay. Các bậc phụ huynh, rồi các em học sinh và các bạn trẻ hoặc là người đi làm ngày nay đều tập trung nâng cao trình độ tiếng Anh. Song tại Việt Nam thì vẫn còn thiếu những môi trường phát triển tiếng Anh một cách toàn diện. Hiện nay, các trung tâm tiếng Anh nở rộ trên toàn quốc, trong đó nhiều trung tâm có lợi thế khi tuyển dụng đội ngũ giáo viên bản địa với chi phí hợp lý. Em Trần Thị Thanh Tú sau nhiều lần bỏ học giữa chừng tại một số trung tâm bởi lý do chỉ được dạy tập trung phần nghe, nói. Lúc này em mới tìm đến một cơ sở dạy tiếng Anh toàn diện. Học được một thời gian rồi thì em thấy là cái kỹ năng tiếng Anh của em được cải thiện khá là nhiều thông qua việc em thực hiện các cái dự án cũng như là tương tác với mọi người ở trên lớp. Và điều đặc biệt là từ khi đi học thì em hình thành cho mình được cái thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Với 13 năm kinh nghiệm và hơn 500.000 học viên trong và ngoài nước, tại trung tâm này, học viên được trải nghiệm môi trường học tiếng Anh toàn diện giúp tăng hiệu quả học lên gấp 5 lần so với cách học truyền thống. Bên cạnh đó là phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm và tổ chức các hội thảo định hướng cơ hội việc làm cho học viên trên toàn hệ thống. Thông qua cái môi trường học tiếng Anh mà Lang Master giúp các bạn thay đổi về niềm tin, thay đổi về tư duy và thay đổi thói quen các bạn, và từ đó giúp các bạn có thể hướng nghiệp, có thể phát triển bản thân và từ đó thay đổi cuộc sống các bạn. Hiện nay, quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đang ngày càng diễn ra sâu rộng. Nhiều trung tâm Anh ngữ có thể giúp học viên dễ dàng hơn trong giao tiếp, song về bản chất lại thiếu hụt các kỹ năng quan trọng khác liên quan đến ngữ pháp. Chính vì vậy, cần phát triển nhiều hơn nữa môi trường dạy tiếng Anh toàn diện để người học có sự phát triển đồng đều, nâng cao kỹ năng hòa nhập với thời đại mới.